Dạ cô chú anh chị ơi, sáng thì ở shop Hồng Loan rất là nhiều cô chú chị đến mua hàng ủng hộ luôn đó nha. Hồng Loan thì vừa mới chở bé Buôn với anh Hải, chở bé Buôn đi đi học. Thì ở nhà cả nhà rất là đông cô chú đến mua hàng ủng hộ luôn. Bên trong thì bùm bùm đang chốt đơn cho mấy chị ở trong ha, bùm bùm với lại trợ lý của Hồng Loan, nó lại mấy anh chị nhân viên mới ở nhà. Người này về thì có người khác lại mua ủng hộ liền luôn. Shop thì đóng cửa nhưng mà treo cái bảng này cả nhà, cô chú đi ngang á, cô chú nhìn cái bảng chú biết cái người chú quẹo vô ha. Shop Hồng Loan, Võ Thị Hồng Loan, MB Banh 1958 99 99 99. Chị này rong biển đó nha, rong biển của shop thì ngon lắm cô chú. Mà bữa có khán giả hỏi em là có mặn không, trong biển không có mặn nha, nha. Rong biển trí tỏi rất là ngon luôn, thì mấy bé tuổi teen thì rất thích ăn rong biển. Chú này hỏi là đi nhà Hồng Loan phải không? Chú Giao Yến tới cả nhà. Chú Rap 2 thùng yến ha. 2 thùng yến. Bên trong thì cô đang chọn hàng ở trong. Các chị này chị ghé mua hàng đến này của chú anh chị. Ngày hôm nay đi sáng sớm thì mọi người tới ủng hộ là rất là nhiều luôn. Giống xe anh hả? Hình như vậy á, xe của anh Ba Miền á. Phải xe anh đâu. Dạ cô chú anh chị ơi, hôm nay thì có xe tải đến để lấy xuất những đơn hàng đi tỉnh nè cả nhà. Hôm nay thì không có thấy Khoa, có chị nhân viên mới ha. Chị mới chỉ rồi xuất hàng, chờ những thùng hàng ra. Bây giờ cũng 11 giờ mấy rồi cả nhà, gần 12 giờ rồi. Thường thường xe bưu điện đến giờ này với lại sớm hơn xíu. Bữa nay trời quá trời nắng luôn, khá là nắng luôn, nắng muốn cháy da luôn cả nhà. Ở đây thấy vậy mà thấy mấy con bồ câu nó đi tắm nắng nè cô chú anh chị. À.
nắng quá. Nắng sưng là biển đi qua bển cả nhà ơi. Đứng đây chia sẻ chung chung cả nhà mình xem ha. Sáng giờ thì bà con cô chú trực tiếp đến mua hàng rất là nhiều luôn. Nắng nhưng mà có gió cũng mát. Thì hồi nãy em thấy trên trang fan phở bò của Hồng Loan là có thông báo là tối nay 8 giờ sẽ livestream ha cả nhà. Livestream trên phở bò ha. Cô bánh nước gì bây giờ cô dọn hàng nghỉ. Trời nắng quá, nắng rồi. Quá trời nắng rồi, chịu nổi. Cô dọn hàng cô không có đội nón gì trơn cả nhà ơi. Ngày tối thì tối qua thì Hồng Loan live ở bên shop Bun Bun. Bun Bun thì có rất là nhiều mặt hàng luôn, hoàn toàn từ da thật cả nhà. Tặng phiếu bảo hành, tặng móc khóa cá sấu. Hàng túi sách ở bên Bun Bun thì bằng da cá sấu, hàng da thật không cả nhà, rất là đẹp luôn. Đúng chị. Em thích những cái mẫu túi đeo trước nè cả nhà, đeo chéo nè, dễ thương. Thì hôm qua Hồng Loan live ở trên ở bên Bun Bun, tối nay sẽ live ở bên shop Hồng Loan ha cả nhà ha, và 8 giờ tối nha cô chú anh chị. Thì 8 giờ tối trên fanpage Võ Thị Hồng Loan, cô chú anh chị mình là yêu thương cũng như là muốn mua hàng ủng hộ Hồng Loan thì tối nay 8 giờ ha. 8 giờ vào shop vào trang fanpage Võ Thị Hồng Loan để xem Hồng Loan livestream và ủng hộ hàng cho Hồng Loan nha cả nhà. Đó cả nhà thấy cô bánh ướt. Nắng quá nắng cả nhà ơi. Đội nói mình có trang mà em còn muốn khô người á. À, thấy cô không có đội nóng gì chứ. Thôi là trời, nắng thiệt là nắng. Ở bên xe mấy em bưu điện có nhạc cả nhà. Cho nên là thôi em đứng bên đây mới quay chia sẻ chung chung với cả nhà thôi ha. Chung là một buổi sáng cũng rất là nhiều niềm vui vì được rất nhiều cô chú đến ủng hộ Hồng Loan, như là những cô chú ở tỉnh ủng hộ cả nhà. Và ai yêu thương Hồng Loan thì hãy ủng hộ những mặt hàng ăn vặt cũng như là túi sách mỹ phẩm nha cả nhà. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều nha.